trái ngang, rồi ta bước bước đi cùng ước mơ, và dòng người vẫn bước đi về phía ta, còn mình ta bước bước đi về phía xa. Khi nắng chiếu lên ngọn từ phía xa, để rồi gió cuốn hết đi những gì đã qua. Cuộc đời là những bước đi vội vã. Yeah. Còn lại gì khi hoàng hôn kia đã xa, mình ta vội bước bước đi tìm chính ta. Để rồi nhận ra lòng ta đã lớn khôn, giờ ta đã không ngây ngô như ngày xưa. Cuộc đời là những bước đi vội vã, cứ thế thôi mãi trôi mãi. Cuộc đời là những bước đi vội vã. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Tô Minh Đức với ca khúc Bước Đi. Kính thưa quý vị, chính bài hát dự giải của đêm đầu tiên bài hát Việt đã vừa được thể hiện trên sân khấu. Và bây giờ, hội đồng thẩm định sẽ cùng bàn luận những điểm số cho ba bài sau cùng. Chúng ta sẽ cùng chờ đón phần công bố kết quả sau 30 phút nữa. Và bây giờ sẽ là phần bình luận của quý vị khách mời. Xin mời anh Tuấn. Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với phòng bình luận. Hai vị khách mời của chúng tôi với ba bài hát này thì đã có những ý kiến khác một lần nữa. Vâng, Hà Nội trà đá vỉa hè. Tôi xin nói trước, tại vì trong cái chương trình này phải nói là rất đặc biệt. Dạ. Mà tôi lại là người thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất cảm tình những cái bài Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Nhưng bên cạnh đó, Đinh Mạnh Ninh lại có một cái bài cũng rất là đặc biệt là Hà Nội trà đá vỉa hè. Tôi không biết là có phải là Đinh Mạnh Ninh nghe xong rồi là máu Hà Nội nổi lên rồi biết là không. Tôi nghĩ cũng thế thôi. Mà cái điều này đúng là khi mà tôi ra Hà Nội là cái trà đá vỉa hè là một cái gì đó rất là quen thuộc trên mọi con đường phố. Anh có đi trà đá vỉa hè không ạ? Tôi thì không có thói quen uống trà, nhưng mà tôi vẫn hay ngồi với nhạc sĩ Dương Thụ. Và nhạc sĩ Dương Thụ là cái người rất thích ngồi cái hàng quán như thế. Thì phải nói là Đinh Mạnh là cái người mà viết một cái dạng rap và R&B pha trộn rất là tốt. Mà tôi nghĩ là cái bài hát này anh hát hiệu quả nhất, khó có một ca sĩ thứ hai mà hát bài này tốt được. Vâng. Anh Trương Minh Nguyên, tôi nghĩ rằng đúng là nếu như mà không sống ở Hà Nội mà không có một cái thói quen như Đinh Mạnh Ninh thì chắc chắn là cái không có được một cái ca khúc mà nó gần với đời sống đến như vậy. Có rất là nhiều ngôn ngữ đời sống được đưa vào trong ca khúc, chẳng hạn như là buôn này, chém gió này, Hà Nội không vội được đâu này. Thì tất cả những cái điều đó nó cho thấy một cái Hà Nội bây giờ nó đang rất là gần gũi thân quen và mới lạ nữa. Ai cũng biết là ngày xưa nếu như mà tôi nghĩ thôi là trong những sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ hay là nhạc sĩ Trần Tiến thì cái chè chén đấy nó khác với trà đá bây giờ. Trà đúng đá rồi. Bây giờ là chúng ta uống trà đá và chè chén là chè đặc đấy, ăn hạt hướng dương. Bây giờ thì nó khác đi một chút, thì nó là một cái ngôn ngữ đời sống và dùng cái phong cách âm nhạc đó của Đinh Mạnh Ninh cũng khai thác cái chất này cũng rất là hiệu quả. Và tôi nghĩ đây là một cái ca khúc tốt cả về phối khí cũng như là về sáng tác, về biểu diễn. Đúng là như anh Thiện nói là nếu mà không phải là Đinh Mạnh Ninh chắc chắn là rất là khó ca sĩ. Còn tôi thì tôi nghĩ là phần thành công nhất của bài hát này lại là của Thành Vương, người phối khí. Anh phối khí rất là hợp với cái tem mà Đinh Mạnh Ninh đưa ra, cả R&B và rap, có một đoạn nói rap. Còn hai bài còn lại, Những Mùa Đông Khác và Bước Đi. Cái bài Bước Đi phải nói là đúng là cái bài mà mình dùng để mà kết cái chương trình. Vâng. Chính bài phải nói là cái đoạn A thì nó hơi lên lên, nhưng mà đoạn B phải nói là cái đoạn mà rất là quen thuộc, rất có điểm nhấn, và nó có những cái điểm nhấn mà dễ nhớ và để phải là mình kết được rất là hay. Chắc là cái bài này tôi nghĩ nó sẽ được chọn để làm những bài kết của nhiều chương trình khác, event chẳng hạn. Những mùa đông khác thì tôi thấy là nó hiền lành vừa phải, nó không có điểm nhấn mạnh cả về quan điểm sáng tác cũng như là về cái phối khí, nó không tạo được dấu ấn. Thì giữa ba bài thì tôi xếp là bài của Đinh Mạnh Ninh đầu tiên, xong đến bài Bước Đi và sau đó là Những Mùa Đông Khác. Thì tôi thấy rằng là trong 9 bài trong cái chương trình này thì cái chất lượng nó không đều nhau. Tôi cảm giác là dường như là
ban thẩm định của VTV rất là khó khăn để kiếm ra được đủ 9 ca khúc cho một cái live show như vậy. Có lẽ là như vậy, có lẽ là chúng ta đang gặp một vấn đề về đầu vào. Không, nhưng mà tôi thấy là ngay cái chương trình đầu chúng ta, tôi thấy là cũng có 3-4 bài rất là ấn tượng. Tức là chỉ cần đã một bài thôi, chương trình đã thành công rồi đúng không? Nhiều lắm rồi. Vâng, bởi vì nếu mà một cái chương trình gì khi có 1-2 bài thôi cũng đã thành công mà tôi thấy là hơn đấy. Thế đối với anh 3-4 bài đó là những bài nào? Tôi thấy là ví dụ như là Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá nè, rồi Đối Chọi với Sài Gòn Hà Nội, Cà Phê Đá vì hè. Đấy. Rồi Xong Bài Sao Chết cũng rất là ngon nghỉnh. Vâng. Rồi cái bài Bước Đi, cái phần kết nó cũng rất là tôi có thể động. Cảm nhận được tình cảm. Và cảm thấy là tôi thấy là Nhận Hờn cũng đưa ra một cái đối kháng khác. Tất cả những bài hát khác mà nói về cái tình yêu của lứa tuổi mà mới yêu, mới lớn. Vâng. Phải dễ thương này là rất là dữ dội. Còn anh Dương Bình Nguyên, anh sẽ chọn bài hát nào nếu như là một khán giả? Tôi thì nếu như mà là tôi sẽ chọn Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, sau đó thì đến Sợ Chết, và sau đấy là Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Nhưng mà tôi thấy rằng là một ca khúc mà sẽ có được cái sự yêu thích sớm và ứng dụng cao với đời sống thì sẽ là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một ca khúc đơn giản nhưng mà hiệu quả, đã được cho ra đời từ rất lâu nhưng mà đến hôm nay thì mới được đến với công chúng qua bài hát Việt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã được đến với những phần nhận xét, đã được biết về cảm nghĩ và những sự lựa chọn của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt tất cả khán giả của chương trình này, thay mặt tất cả những tác giả của chương trình, xin được cảm ơn phần nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhà báo Dương Bình Nguyên. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem sau ít phút nữa thì hội đồng thẩm định sẽ bình chọn những bài hát như thế nào, có trùng với chúng tôi ở ngoài phòng bình luận này hay không. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với sân khấu của bài hát Việt. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn và khách mời bình luận. Kính thưa quý vị, bây giờ là phần quan trọng nhất đối với các tác giả, phần mà quý vị sẽ tham gia bình chọn cho các bài hát để tìm ra phần giải bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn. Xin được thông báo cổng bình chọn của chúng tôi chính thức được mở từ lúc này. Để bình chọn cho ca khúc ấn tượng nhất của chương trình bài hát Việt, quý vị hãy chọn soạn cú pháp BHAT, mã số bình chọn gửi về tổng đài 7357. Và để giúp quý vị dễ dàng hơn trong việc bình chọn, xin mời quý vị cùng nhìn lại mã số của 9 ca khúc dự thi và cách bình chọn. Ca khúc Trắng và Đen, sáng tác Minh Thụy, mã số bình chọn 01. Ca khúc Giận Hờn, sáng tác Dương Cầm, mã số bình chọn 02. Ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, sáng tác Hà Okio, mã số bình chọn 03. Ca khúc Đêm Trắng, sáng tác Nguyễn Anh Vũ, lời Hoàng Mai, mã số bình chọn 04. Ca khúc Sợ Chết, sáng tác Đồng Lan, mã số bình chọn 05. Ca khúc Quốc Mộc Ngày Mưa, sáng tác Thái Phú, mã số bình chọn 06. Ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, sáng tác Đinh Mạnh Ninh, mã số bình chọn 07. Ca khúc Những Mùa Đông Khác, sáng tác Lê Hà Nguyên, mã số bình chọn 08. Và ca khúc Bước Đi, sáng tác Nguyễn Hoài Nam, mã số bình chọn 09. Xin quý vị hãy ghi nhớ, cổng bình chọn chỉ được mở trong 30 phút. Và quý vị hãy cùng tham gia với chương trình và bình chọn cho ca khúc mà quý vị yêu thích quý vị nhé. Quý vị đi. Nhạc teen là nhạc dành cho lứa tuổi học trò từ 13 đến 19 tuổi. Một số các khúc sáng tác cho lứa tuổi này đã được các thế hệ đi trước hát rất nhiều, như Phượng Hồng, Màu Mực Tím, Tháng 6 Mùa Thi, Cô Bé Soi Gương, Cô Bé Dội Hờn, v.v. Những năm gần đây thiếu vắng những sáng tác mới thể hiện đúng lứa tuổi như những bài hát trên và xuất hiện nhiều bài hát kém chất lượng. Phần lớn các ca khúc nhạc teen thời nay đều viết tốc hành, cấu trúc lủng củng, giai điệu nghèo nàn, gượng ép, ca từ trống rỗng, tối nghĩa, không nói lên được những hoài bão của tuổi trẻ. Âm nhạc dành cho tuổi trẻ hiện nay đang không được đầu tư chú ý và làm một cách cẩn thận, hầu như chỉ tập trung vào những cái hình thức bên ngoài, ví dụ như là hoàng tử, công chúa, rồi đại loại những cái mà để gợi cái tính tò mò của giới trẻ. Hiện nay cộng với cả cái sự phát triển về truyền thông thì rất là nhiều những cái người làm âm nhạc, trong đó có cả những nhà sản xuất trẻ này, những ca sĩ trẻ này, họ coi internet là một cái thị trường âm nhạc. Họ đưa những cái tác phẩm âm nhạc đến với công chúng bằng một cái cách miễn phí, là đưa lên mạng. Chính cái sự miễn phí đấy cộng với cả một cái thế giới ảo của lứa tuổi teen, nó tạo ra một cái môi trường âm nhạc có những cái tốt cũng có những cái xấu. Những bài hát thì không được kiểm duyệt mà, cho nên là nó đến với khán giả một cách rộng rãi và
và đôi khi chúng ta không kiểm soát được hết những cái chất lượng của nó. Nếu chúng ta biết là ngày xưa người ta đi hay có những bài hát mà nó trong sáng hoặc là nó hồn nhiên, thì ngày hôm nay thì cũng vẫn trên cái chất đó, nhưng mà thật ra cái góc nhìn của tuổi trẻ bây giờ nó mới hơn, và thật ra rất nhiều người viết cho tim nhưng mà thật ra họ đã qua cái tuổi đó mà người ta cứ giả vờ như là người ta còn rất rất trẻ để người ta viết cái đó, cho nên là đôi khi nó không phản ánh được hết những cái tâm tư của những bạn trẻ bây giờ. Trước thực trạng như vậy, việc có được những bài hát có chất lượng phù hợp với tâm sinh lý cũng như lứa tuổi teen mà vẫn mang được những nét văn minh thời đại phù hợp với thị hiếu thưởng thức âm nhạc trên thế giới là điều cấp bách. Các nhạc sĩ, nhà sản xuất đã bắt đầu có những dự án nghiêm túc dành cho lứa tuổi này, tạo gu thưởng thức âm nhạc văn minh, lành mạnh cho lứa tuổi teen. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu dự án âm nhạc cho tuổi teen của nhà sản xuất Huy Tuấn với ca sĩ trẻ Văn Mai Hương. Văn Mai Hương xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và khán giả cùng toàn thể các quý vị có mặt cho nhà hát quân đội hôm nay.